Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu khiển trách những người không biết nhận xét và phân định những dấu chỉ trong cuộc sống. Họ có thể rất nhạy bén để nắm bắt những cơ hội phục vụ cho những giá trị tạm bợ, đổi thay của thế gian này. Nhưng trái lại, họ trở nên u mê, kém cỏi để có thể nhận ra thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, thể hiện qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nên cần phải biết lựa chọn và phân định sao cho phù hợp. Xuyên qua cuộc đời này, Thiên Chúa luôn trao cho chúng ta những thông điệp, những trợ lực cần thiết để chúng ta có thể khám phá ra đâu là ý nghĩa và cùng đích của đời mình. Phần còn lại là của chúng ta. Chúng ta có biết tận dụng cơ hội và ân ban của Chúa qua từng sự kiện, biến cố trong cuộc sống hay không? Chúng ta có biết suy xét và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu giúp ích cho phần rỗi của chúng ta và của tha nhân hay không? Cần lắm những phút giây tĩnh lặng trong một ngày sống, giữa một thế giới quá ồn ào sao động này, để chúng ta nhìn lại và suy nghĩ. Đó là điều không chỉ cần thiết cho đời sống thiêng liêng, mà còn giúp cho mỗi người chúng ta có được những suy xét thấu đáo và quyết định đúng đắn cho cuộc sống ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban thần khí của Chúa xuống trên chúng con, để chúng con luôn được sáng suốt nhận ra những chân lý cốt lõi có thể mang lại cho chúng con bình an, hạnh phúc và nhất là sự sống đời đời trong nước Chúa.